cả Liên Hiệp Quốc để mà vô dạy giờ giờ dạy giờ là giờ nghĩa là giờ nghĩa là tiếng chuyện cứu như vậy. Ai mà chửi thề tôi sẽ lóc ra, những người nào chửi thề nếu thích thì vô, còn không thích thì vô. Minh định rất rõ vàng giữa chánh và tà, giữa xài giữa giữa xài giữa xài sai và đúng. Và Chúa Giêsu amen. Quý vị nên nhớ amen. Tôi là đạo Phật mà. Mấy thằng cộng sản cũng cho cũng mẹ nói thật luôn, chửi luôn. Đâu mà chửi thầy con chặt đồ mày, nói chuyện vô dân quá. Mày coi chừng mày chết với tao nha mày. Chửi thầy được chứ mày không có chửi thầy không được, chỉ có chửi thầy con chặt. Đấu tranh lật đổ đảng cộng sản, chân dân sẽ trở về trong nước và sẽ lãnh đạo. Con chặt thằng vô dân quá. Tức như năm 2003, tự nhiên tôi cầu ở nhà trên Fountain Valley đó, tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Lúc đó tôi mới thấy ở sắc kỳ của tôi, một cái hình tượng mà tôi là đạo Phật, tôi nói quý vị nghe tôi đạo Phật. Tự nhiên tôi thấy là có hình, có trái tim màu hồng mà có cái ấn hào quang ra sao. Mà tất nhiên là tôi thấy mắt thấy tai nghe chứ không phải là tôi trầm chim hót. Tôi dụi mắt thêm một lần nữa, tôi thấy. Nhưng mà cái ông Chúa Giêsu ông lại nói tiếng Việt. Quốc trưởng Trần Dân đã thỉnh cầu ngài tổng thống Donald Trump hãy can thiệp buộc giới cầm quyền Hà Nội phải thi hành hiệp định Paris năm 1973, phải trả lại miền Nam Việt Nam cho chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, cầu xin Thượng Đế hồn thiên sông núi các bậc siêu nhân. What the hell? Thiền tổ phò trợ độ trì cho chúng tôi hoàn thành sứ mạng cứu nước. Amen.